Mới đây, khi mọi việc của mẹ đã ổn thỏa, Wendy Phạm lần đầu tiên có đôi lời gửi đến em trai Hồ Văn Cường, mong muốn thời điểm này cũng là lúc để em trưởng thành hơn. Mẹ đã xa rồi đó Cường ơi, dù cho thân xác hóa cho rồi, nhưng vẫn mong em luôn thành đạt. Ai ngờ đời lại bạc như vôi, mẹ thầm trách cứ lỗi tại tôi, sao lại cưu mang lắm nợ đời. Tâm thiện bây giờ thành ân oán, Phật dạy dương trần thoáng qua thôi. Mẹ vội đi không lời tiễn biệt, em vội quên không thăm mẹ một lời. Khán giả đau lòng em có biết, để phúc nhân tâm nhé em ơi. Mẹ mong ước em hát hay học giỏi, mạnh mẽ vững vàng khi mẹ chẳng ở bên. Sự nghiệp con được phát triển bền vững, không mang tiếng là ăn theo tên của mẹ. Vậy mà sao em lại im lặng thế? Không lẽ nào em hèn nhát vậy sao? Vì đồng tiền hay vì sự háo danh mà em nỡ để họ giày vò mẹ? Giới showbiz nhiều thị phi tráo trở, họ bênh em chẳng phải họ yêu em. Vì đố kỵ họ sẵn sàng triệt luôn. Em mới lớn còn làm sao hiểu được, này họ thích họ đẩy cao giật ngược, mai chán rồi họ đạp xuống bùn đen. Gặp mặt nhau thì chị em, ngoảnh mặt đi lại thằng này con nọ. Mẹ xa rồi mong em hãy nhớ, bài học này em phải nhớ mà ghi. Chốn showbiz luôn là chốn thị phi, muốn trụ được không chỉ tài với giỏi. Những tấm gương thời hoàng kim chói lọi, nay về già phải nằm đó xin ăn. Bởi vì sao? Vì nhân cách quá bẩn, nên họ ghét, họ quay lưng lại đó. Mẹ đi rồi em ở lại phải nhớ, bảo vệ mình trước cám dỗ hào quang, luôn rèn luyện để tài đức vẹn toàn. Dưới suối vàng mẹ vẫn phù hộ, chị em cùng cố gắng lên em. Trời Sài Gòn mưa tầm tã những cơn mưa, đồng đã về sao nghe lòng chị băng giá. Tiễn mẹ bay tới thiên đường xa lạ, làn gió buồn không kèn trống của em. Chiếc xe tang với khung trời ảm đạm, tiếng nhạc mưa khải lên khúc đoạn trường. Cuộc đời mẹ đã lắm nỗi gian truân, nay đã trả hết duyên nợ tiền kiếp. Bỏ lại chị, bỏ lại cả em, về bên giấc mơ cung trời đao lợi. Thượng lộ nhé, mẹ về cõi Phật. Đối với một người nghệ sĩ thành công, chỉ có 10% là tài năng thiên phú, 90% còn lại là phải khổ luyện đó em à. Phấn đấu được dìu dắt bởi những người thầy, người cha, người mẹ nghệ thuật có tấm lòng giúp đỡ. Từ kỹ năng cho tới đạo đức nghề nghiệp, thậm chí có cả ứng xử trong cuộc sống nữa. Dù xã hội có thay đổi ra sao thì vẫn vậy. Khi đọc được những dòng cảm xúc của Wendy, một người thân cận với Phi Nhung cũng đã có những lời cực hay dành cho Hồ Văn Cường. Lúc đầu nghĩ là phải gửi tới con Hằng nói chuyện trò già nhẽ. Người vừa nằm xuống buổi trưa, tối nó đã lên livestream chửi. Đời người ta nó không sống, nhưng tới tận lúc người ta chết, nó cũng chẳng để yên cho người ta. Nhưng thôi, nghĩ lại thì nói với nó làm gì? Nói không lại miệng phun nọc mà nhân danh chính nghĩa ấy. Nhưng Cường à, con thì khác. Từ một cậu bé nông thôn được mẹ nuôi cưu mang bảo bọc, nếu không có Phi Nhung, người mà con gọi một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ đó, thì bây giờ con đang ở nơi đâu, làm gì, như thế nào? Bản thân con bây giờ đã hơn 18 tuổi đầu, không phải là một đứa trẻ ngơ ngác như ngày đầu Phi Nhung ôm con vào lòng nữa rồi. Mẹ nuôi đi rồi, mẹ từng thương con, yêu con, bảo vệ con bằng tất cả trái tim người mẹ. Không có công sinh nhưng vạn lần công dưỡng, sao con nỡ lòng nào ngồi im lặng mà nghe người ta chửi nhân danh bảo vệ Hồ Văn Cường để sỉ nhục người mẹ vừa mới nhắm mắt, chưa kịp xuôi tay của con. 6 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện, hỏi con có nhờ người kia đòi tiền dùng không, hay con có nhận tiền của nó không? Nghe lời nó hứa hẹn mua nhà cho con mà con đành lòng bán đi tình thâm của mình hay sao? Dẫu biết cuộc đời này luôn có những đời phận bạc bẽo, nhưng Phi Nhung ơi, Phi Nhung đã khổ quá nhiều rồi.
Trước ngày Nhung đi xa, chịu nỗi đau thể xác vì bệnh tật dày vò, vẫn luôn hướng về con cái, bao dung cho con tất cả lỗi lầm. Vậy mà giờ, đến một câu nói, lên tiếng bảo vệ người mẹ nuôi đã khuất của mình, Cường cũng không làm được. Hay là Cường ơi, con được hưởng lợi gì từ những lời hứa hẹn của con Hằng, rằng nó sẽ xây nhà cho con tiền. Nhưng cuộc đời này làm gì dễ dàng như thế? Mẹ đẻ, mẹ nuôi, những người yêu thương con, vì con mà lao tâm khổ tứ. Con còn không thương xót bảo vệ cho họ, lẽ nào Nhung nuôi nấng, chăm sóc nhầm người rồi sao? Lẽ nào sau giọng hát thăng hoa lại là một tâm hồn tính toán, coi vật chất hơn cả tình thân? Cường ơi, con đã nghĩ kỹ chưa? Con đem bán người mẹ nuôi của mình bao nhiêu năm, giờ mới nằm xuống, chưa kịp yên nghỉ. Cho bọn nó ngậm máu phun người để lấy chút lợi lộc, con có là cậu bé dễ thương ngày nào nữa không Cường ơi? Còn CEO khóc thuê kia cũng không cần phải khóc thuê đòi mướn dùm, có bản lĩnh thì đi đòi 200 mấy tỷ cho con trai đi. Giờ còn ai tin lời mày nữa? Mày nói cạo đầu mày đã làm chưa? Mày nói đi đầu xuống đất sao mày không làm? Còn nhiều lời hứa lắm, lo mà làm đi. Nhà này không cần mày phải khóc than chu chéo đọa địa ngục hay lên thiên đàng, con khùng thế kỷ ngàn năm có một. Nghĩ mà nặng, lúc chị Phi Nhung vướng vào lùm xùm với Hồ Văn Cường, nhiều người chẳng ngần ngại dành những lời miệt thị chê bai chị ấy, vẽ ra đủ thứ thuyết âm mưu còn hơn cả kịch bản phim drama. Mấy cái group hóng hớt, trang tin lá cải, lừa bịp câu like thi nhau lên bản tán. Mỗi ngày có hàng trăm bài viết nói xấu về chị. Rồi giờ khi báo chí công khai chị Nhung âm thầm tự bỏ tiền túi ra mở số tiền tiết kiệm cho 15 đứa trẻ chị nhận làm con nuôi, thì chẳng thấy mấy cái group hay cái trang đó nói gì, dù nó xứng đáng được ca ngợi. Riêng Hồ Văn Cường được chị Nhung gửi gắm trước cho hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen để hỗ trợ cậu trên con đường học hành. Nhưng việc này xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ không cùng huyết thống hay âm mưu trục lợi như mấy tin đồn mà nhiều người đã từng hùa nhau đè lên một người vô tội. Ngay cả khi dịch bệnh ở Sài Gòn đang phức tạp, chị đã từ chối quay về Mỹ. Một quyết định sai lầm mà có lẽ chị đã có cơ hội đoàn tụ cùng với đứa con gái ruột của mình, chấp nhận ở lại để tham gia hoạt động từ thiện giúp mọi người. Liệu rằng những người từng bôi xấu chị, kể cho người đàn bà trơ trẽn, bôi cho chết cháu vào vong linh của chị Nhung khi chị ấy vừa mất, ai trong hoàn cảnh của chị có thể đưa ra được lựa chọn như thế? Nói về Hồ Văn Cường, chắc giờ cậu bé tuổi ấy rất vẫn đang còn trẻ, nhận được nhiều lời đề nghị nâng đỡ, nhiều người hứa hẹn bao nuôi ngọt ngào. Không biết, trong hoàn cảnh đó, đã có bao giờ Cường đã dành ra vài phút thôi, nghĩ về những gì cậu ấy đã từng cư xử là đúng hay là sai với người phụ nữ nơi suối vàng đã từng đùm bọc cậu và cả nhà cậu, cho cậu ăn học đàng hoàng, gánh chịu bao nhiêu lời chỉ trích. Chỉ có chính bản thân Cường hiểu rõ mà thôi. Cuộc đời lắm lúc bạc như vôi, cho đến giờ chị Nhung đã mất, thỉnh thoảng đâu đó người ta vẫn buông lời giễu cợt những gì mà chị đã làm. Kiếp sau có lẽ chị đừng sống tốt quá như kiếp này, làm người tốt quá đôi khi phải chịu thiệt thòi, phải cố gắng sống theo miệng đời, nhưng không thể ích kỷ với bản thân mình và cho chính cuộc đời mình. Bài viết dưới đây có những bình luận cho rằng: tiếc cho Phi Nhung đã ra đi quá sớm, cách giáo dục và huấn luyện của Phi Nhung rất đúng đắn cho mục tiêu tạo ra những ca sĩ vững vàng trong nghề nghiệp, trong tương lai chứ không phải là hiện tại. Tương lai nghề của cậu bé bây giờ thật sự là bay đi mất cùng với Phi Nhung lên trời cao, nó cũng phải do lỗi của cậu bé. Không còn Phi Nhung, không ai sẵn lòng bảo vệ một thằng bé ương bướng cả. Mà nó cũng lại không đủ mạnh mẽ để dám hy sinh bản thân bảo vệ mẹ. Cho nên lại càng sau này sẽ không có ai giúp nó. Cũng có rất nhiều bình luận chê trách nặng nề. Gửi ca sĩ Hồ Văn Cường: cậu hãy nhớ lại trước khi cậu thi Việt Nam Idol Kids, cậu là ai? Bộ dạng nhút nhát đáng thương và hoàn cảnh quá đỗi tội nghiệp của cậu khiến cho hàng triệu khán giả Việt Nam phải thương xót và chia sẻ thông cảm, và trong đó có cả người mẹ thật thà hiền lành Phi Nhung của cậu. Vậy mà hôm nay cậu đã làm được những gì và từ đâu mà cậu có? Chị Phi Nhung nuôi mày rước họa vào thân. Nó dám bán đứng mẹ nuôi nó một lần lúc chị Phi Nhung vẫn còn sống thì chuyện gì nó còn không dám làm nữa. Nó có miệng ăn,
miệng hát. Không lẽ những lời nói để minh oan cho chị Phi Nhung thì nó không nói được? Chắc nó bị người khác mua chuộc rồi nên mới câm miệng như thế. Nó cũng 19 tuổi rồi, học đại học chứ có phải là một đứa con nít không biết gì đâu. Thằng này chị Phi Nhung bỏ công già nuôi nấng cưu mang, bao bọc nó đúng là uổng công. Bây giờ mẹ Phi Nhung chết đi, muốn nó lên tiếng để minh oan cho Phi Nhung mà nó không nói một lời. Theo như mình nghĩ, thằng này nên trả về nơi sản xuất đi là được rồi, không nên nuôi chi cái loại vô ơn ăn cháo đá bát phản chủ. Hãy trả tự do cho nó, muốn đi đâu thì kệ. Hy vọng bên phía chị Phi Nhung hãy nhìn rõ bản chất của thằng này, chỉ tội cho Phi Nhung chết rồi mà vẫn chưa được yên. Cũng có không số ít bình luận thông cảm cho Hồ Văn Cường như sau. Các bạn à, con trai tôi cũng hơn Cường một tuổi thôi. Năm trước nó thi cử, bạn đã gần mắc và căn bệnh trầm cảm. Đi về không nói với bố mẹ và anh chị trong nhà. Các bạn hãy thông cảm cho nó, vì Cường nó cũng vừa trải qua việc học và việc thi, rồi lại chuyện áp lực của công chúng. Theo tôi cảm nhận, có thể Cường mắc chứng trầm cảm, không điều khiển được, dù trong lòng nó rất muốn nói. Nên gia đình hãy chú ý đến Cường, chứ cái đầu của nó hoàn toàn nghĩ tiêu cực và hoảng sợ, và để cho nó yên tĩnh, với lại đi khám. Gia đình tôi biết sớm là nguy hiểm, vì cứ nghĩ là con hiền lành, đưa đi khám thì mới biết. Các bạn có con ở tuổi này thì sẽ hiểu được. Tôi không biết Cường qua TV, nhưng tôi nhìn thấy nó mà thương nó.